Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh của Tiền nữa nha. Hôm nay lên hoa hậu nha. Quá trời, năm nay hàng đẹp đẹp không. Có mới dây sạc, hôm nay lên dây sạc dài nha. Bây giờ đó, hôm nay lên vô đây thôi. Mấy anh mấy chú nói đâu bữa nào lên một số coi chứ lên combo ngán quá. Rồi đó, hôm nay Tiền lên số lẻ lẻ ha, một số gì cho nó dễ chốt. Rồi thì hình thức thanh toán bên Tiền thì Tiền cũng sẽ xếp sơ đây ha, sơ đây cho mọi người. Rồi ai mà chuyển khoản mà hai số cho lên chuyển khoản thì mới bao ship nha, tại vì cái mấy cái số chỉ có trăm mấy không à, cho nên là phải hai số cho lên thì mới bao ship, chuyển khoản thì mới bao ship được nha. Còn ai mà sale đây thì trả 30k tiền ship. Quên nữa, trước tiên để tiền cái dây sạc nè ha. Cái dây sạc này là dây sạc dài ha, cũng là dây sạc iPhone nha, cái này là chuyên dùng cho iPhone. Mà dây sạc dài hôm bữa là Tiền giới thiệu là dây sạc ngắn, dây dài 1m à. Còn cái này là dây sạc dài 2m, cộng này 2m ha. Cộng này là 100.000. Cái này là có sao nó mờ vậy ta. Nè, Tobilan này ha. Tobilan xuất Nhật ha. Đó. Nè, cộng dài nó 2m ha, Tiền đo rồi, lấy sợi ra Tiền đo nè. Đó là 2m, một cộng 2m, cộng này là 100.000 một cộng ha. Đó. Cộng dây sạc này là 100.000 cộng. Thì cộng dài thì nó rất là ít ha. Cộng dài thì ít lắm, còn cộng ngắn thì rất là nhiều. Cộng ngắn thì 50.000 một sợi. Thì cộng ngắn thì bốn tiền đi đơn là phải mua 4 sợi cho lên nha. 200.000 trở lên Tiền mới đi đơn ha. Là 4 sợi, còn nếu mà 5 sợi thì Tiền sẽ bao ship. Ai mua 5 sợi Tiền sẽ bao ship. Còn mà đối những khách hàng á mà đã mua những cái món hàng rồi dụng cụ trong đây nè, mà mua kèm thêm dây sạc á thì được ha. Tiền sẽ gửi kèm theo. Đó. Rồi bây giờ Tiền sẽ giới thiệu ha. Số 1 là một cái kìm cặp tròn. Đó. Cây này quá đẹp luôn. Đẹp như hoa hậu luôn. À, cây này như mới chưa xài luôn vậy đó. Cây này lúc sọn ra nó có vỏ nhưng mà nó tét rồi nên Tiền quăng nó ra ngoài luôn, quăng cái vỏ ra luôn. Đó. Nè. Lưỡi nó nè. Quá đẹp không? Nó còn sáng bên đây luôn á, còn sáng cái đầu này luôn. Chữ nó nè. Nó có đúng chữ luôn ha. Đó, cây này. Cây này dài. Cây này dài 27 ha. Đó. Rồi, số 1 300k. Số 2 là một kìm cắt nè. Nè. Lưỡi quá đẹp ha. Chữ nó đóng nè. Cây này dài 20 ha. Rồi số 2 200k. Số 3 một cây dao. Dao nè. Mấy cái dao này mài bén lắm. Hôm trước có bỏ ra ngoài xài một cây ha. Cây này dao này miếng dao gì giống dao, giống như dao ghép. Lưỡi nó ấy lắm. Đi ra đây lùng, trời ơi. Đó, lưỡi nó bén lắm, cái này mài lại nó không có, nó không có đầu. Dao này, cái lưỡi dao nó, cái lưỡi dao dài 9 phần. 9 phần à, tổng thể thì nó dài 23 này. Cán luôn. Rồi, số 3 150k. Số 4 200k là một cây dao ship.
chữ nó nè, nó bị oxy hóa chỗ này ha. Rồi nhưng cái lưỡi này mài lại rất là bén ha. Đó, hiệu của nó đó, cái này nguyên thân nó bằng thép hết ha, có cái phèn trong này. Đo ha, đó, tổng thể dài 20. Số 4 200k. Số 5 cũng giao ship luôn, nhưng mà nó bể cái miếng cây ngoài ở bên hai bên là nó áp cây mà bên đây nó bể ngoài xíu lên dưới này ha. Ôi ghê quá, nó còn hơi gích nè, chữ nó đóng nè đó, cái này ấy cái một chút xí mũi chỗ này rồi về mài lại ok. Trời ơi, này không có đeo tính hàng mới, không có đeo bao tay, đeo không có đeo bao tay hồi chắc đem thù lùi luôn. Rồi số 5 150k. Số 6. Số 6 hai cây ghép cành. Cái này nó mắc cái nắp rồi. Nó rớt cái nắp đâu, mắc mẹ rồi. Cái nè, lưỡi nó cái đầu nắp trên đây nó rớt mất tiêu rồi, mà nó trong bao mà sọ không thấy. Cái này không phải nó mẻ đâu nha, tại cái loại nó có phía cái chỗ này nè, không phải giống mẻ nha. Đó, đóng chữ đây có nó bị ấy đây nè, oxy quá. Còn cái cán này còn đẹp ha. Cái bài này ngoại hình xấu xấu nhưng mà kết cấu nó cũng còn ngon lành lắm, còn được đó. Số 6 120k ha. Số 7 này, trong đây một con dao ghép. Mấy cái dao này phải mài lại mới nhìn nó mới sắc dữ nha. Đây nó có chữ nè, mà ba mất mẹ rồi, ba cái chữ mất tiêu rồi đó, chữ nó nè. Rồi cái này đóng xét, bên đây thì đẹp nè, mặt bên đây đẹp ha, ngâm nước lâu quá rồi, nó có cái nắp luôn đó. Rồi cái dao số 7, quên, nó còn cây này nữa. Trời ơi, cây này thì thôi nha, khỏi bàn luôn. Bả nhỏ nhưng mà bả nhìn cái bả sắc dữ lắm luôn á. Cái này mà mài là một xíu nữa ha là gúm luôn á, gúm tay liền. Mà nó mắc cái đa cái cũng nó cũng phải có cái đầu dắt vô luôn, mà nó gớm mất rồi. Đó, cái lưỡi nó nè, dài cũng 7 phân chứ bộ. Đó, rồi một cặp này ha, 160k, số 7. Số 8. Số 8 là một cây kìm. Một cây kìm cạp. Không biết cạp cái gì luôn mà nó đẹp lắm. Cái này made in USA nè, USA của Mỹ này chắc. Đó, quá trời đẹp luôn ha. Lưỡi nó nè, sáng giới luôn. Cái này là nó bằng cái này gọi là chắc inox không xét à. Đó, cán cũng ngoại hình nó đẹp lắm luôn, cán đẹp luôn, đẹp từ trên xuống dưới luôn. Cây này nó dài 20. Rồi số 8 150k, đo cái miệng ngang đây chứ nè. Cái miệng nó 5 phân ha, 5 phân 150k, số 8 luôn. Số 9 là một cây kìm cót, kìm bấm cót. Đó, để lột ra cho coi ngoại hình nó nè. Đó, ngoại hình nó đẹp lắm nha. Có nhiều cái tiền vệ sinh chạ cái quên, chạ cái nó bay cái màu ra luôn, bay cái chữ.
Nhưng mà cái gì nè, nó bén lông thằng luôn á. Gờ vô cái lưỡi thấy nó bén, để lấy công dây điện cắt. Nó thêm một cái cốc luôn, quá trời bén ha. Cái đây dưới này xài sao không biết xài. Nè cái mũi trên đây nè còn nguyên ha. Đó, ngoại hình xấu xấu nhưng mà kết cấu ngon lành. Đó, hai dài 22 ha. Cây này màu xanh, màu xanh nè. Đó rồi, số 9 150k. Số 10, số hồi đẹp hơn nhưng mà lùng hơn. Rồi 20, cây này nó lùng hơn cây kia. Lùng lùng sao ta, lùng lùng thì phụ tùng đầy đủ. Đó, đẹp hang. Nó găng cỏ nè, đẹp nè ha. Nè nó có nè, bấm dây hay gì nè, 0.5, 1 chấm. Ủa, ừ đúng rồi, 0.75, 1 chấm nè, 1.5, 2.5, 4 chấm, 6 chấm. Ok, chắc vậy quá. Đó, nói chung là mình không biết xài mà thấy đọc đọc vậy thôi. Nhưng mà mấy anh mấy chú nhìn vô là nhìn phát là biết liền. Coi nè, cán nó đẹp ghê không, đẹp long lanh, để cắt thử luôn. Nhìn cái lưỡi còn bén lắm. Trời ơi, khỏi bàn luôn. Cắt là đứt, cắt là đứt. Rồi, số 10 150k luôn. Số 11 lên. Rồi, xuất ra đi lục. Rồi, số 11. Số 11 là một cây kìm cắt, cây kìm nhổ đinh quá. Ủa, cắt đinh. Đây. Ngoại hình bả đẹp dễ sợ luôn. Mà giờ ngoài không thấy mọc chữ gì đâu chứ. Thiệt luôn á. Nè, nó rất là khích ha. Không hở nè, không hở sáng luôn ha. Nhưng mà bà đẹp lắm, nhìn bà rất là chắc chắn luôn, nhìn nó cứng khừ cứng cáp luôn á. Cái này chắc tắt máy, tắt sáo lưỡi đó nè. Nó ok hen. Đó, rồi. Cây này số 11 150k. Số 12. Số 12 là một cây kìm bấm chết. Trời ơi, cây kìm bấm chết mà bao nhiêu khách hỏi mà không bao giờ có. Nhưng mà cây này thì không phải là hàng không phải của Nhật ha. Hàng này bữa nó nằm ở trong có cái miếng dán tem ở quán này nè. Nhưng mà do vệ sinh rửa ra nó gớt rồi cho nó ra luôn. Nhưng mà cái kiểu này thì nó chắc không phải là của Nhật rồi. Hàng nó chắc nó mới nhưng mà nó thường. Nó mới lắm luôn á. Bữa đó giống như là hàng chưa xài luôn nha. Cái này là y chang như hàng chưa xài luôn. Nè, găng của nó ha. Đó, găng của nó nè. Đó. Chùm chổm luôn, không có mòn cái găng nào hết trơn á. Dặn ra dặn vô nè. Đó. Bình thường ha. Nè, tiền nói nó mới luôn á. Nó mới thiệt luôn á, nhưng mà tại vì nó gớt cái tem ra rồi. Nhưng mà trên thân hình đây thì nó không có khắc cái gì ha. Không khắc chữ, không khắc cái gì hết. Kiếm cái chữ không ra nữa, chắc lỗi nhà nhãn sức quên đóng dấu, đóng chữ rồi. Rồi, cây này dài 21 luôn. Rồi, cây này số 12 tiền bán 150k luôn. Không thương hiệu hả ngoại. 150k, số 12, số 13. Số 13 là một cây kìm mổ quạ. Kìm mổ quạ, cây này nó mắc hai cái... hai cái bao da dưới đây rồi. Đó, bà chỗ lũi gì nè. Được cái mà đẹp lắm. Không, giống như là đẹp có quyền nè, nó 25. Đây găng bà đẹp nè, găng đẹp lắm luôn nha mọi người nha. Đó. Nói chung là cái nào đẹp mới thì nên nói đẹp mới. Đó. Hiểu nó nè. Hiểu gì á? Đẹp lắm. Tuột hai cái da đây rồi. Rất là chắc chắn nha.
Rồi, số 13, 130k, một cái kem mẫu ạ. Số 14, hồi hơi nói tới cây này nữa thôi là nó đẹp. Bà đẹp mà bà thấy cưng chết luôn á. Coi nè, của em CC nha, size 200, mini. Trời ơi, cái này mấy bác này về siêu tầm ha. Đó. Cái gì vậy? À, dặn, dặn vô vậy mới dặn lên. Đây nè, trời ơi, găng. Phải nói ha, găng đẹp ha. Đó. Trên cũng vậy nữa nè. Sao thấy rồi, đó. Quá trời đẹp luôn, 150k. Cho cái nè, lò xo nó nhảy ok ha. Rồi, số 14, 150k. Số 15. Số 15, 15 là một cây kéo cắt cành. Một kéo, cây kéo cắt cành. Số 15 là một cái cành, tem nó đóng ở đây. Mấy con có cái chữ nào đây không? Lưỡi nó ngon lắm là nó nha. Lưỡi nó không có mẻ miếng nào nha mấy anh mấy chú. Đây. Cái miếng này bằng đồng ha. Cái da màu đỏ. Cái lò xo nó không được. Sao nó nhảy vậy? Nó còn hơi rít rít. Cây này dài 20 19 nè. Tôi không vừa cắt cái coi. Cây này là chưa có mài có gì hết trơn, vệ sinh đem vô là thôi đó nha. Em mấy chú. Đó. Đó. Bén thấy ghê không? Cái này thép của nó về mài lại nữa, bén còn dữ nữa. Rồi. Số 15, 170k. Số 16. 16. Một con kéo nhấp rất là đẹp. Kéo tỉa, kéo nhấp. Đó. KX5. Lò xo đẹp. Trời ơi, ngoại hình long lai luôn. Ủa, long linh, long linh luôn nè. Mở ra cái nó nhảy lên cái mình tưởng nó lung lay. cái bị liệu luôn. Cái lưỡi nó nè, lưỡi nó sáng lắm luôn nha mấy anh mấy chú. Nè, không mẻ miếng nào luôn ha. Đây nè, có đóng da băng luôn nè. Đó. Đóng da băng luôn ha. Đây, chỉ da băng luôn nè. Kéo này đẹp nha mà bây giờ không có cây nhấp. Rồi. Cây này dài 20. 20, số 16, 150k. Số 17. 17 là một cặp kéo tên. Kéo tên nè, kéo tên kéo thẳng nha. Kéo tên nè, chữ nè. Nếu cái mấy cái hàng kéo to nó thép nó rất là tốt luôn á, thép nó rất là ok luôn. Kéo này dài 27 nè. Lưỡi nè. Cái lưỡi này chỗ này nó nhầm đây, nó nhầm đây xíu ha. Thì một chốc mũi nó gãy, một chốc mũi chỗ này xí chỗ này. Nhưng mà cái phát to này nó không có thành vấn đề ha. Mà bây giờ tiền không có cái gì để thử ha. Nhưng mà nói chung là mấy cái hàng này á là hàng cũ. Hàng cũ mình mua hàng mình hàng cũ rồi cho nên mà mình về á mình mài lại là nó mới bén ha. Tiền cắt là tiền cắt, nhiều khi tiền thử là cắt thấy là cái độ bén của nó thôi chứ. Hàng cũ này á mấy anh mấy chú mà muốn về mà xài cho nó ok như ý của mình á thì mài lại. Đó, với một cây kéo cắt tôm sống ha. Đây, cây này rồi nè. Thép của nó nè, rất là mới đẹp ha. Đây, chữ đóng của nó đây. Cây này dài cũng giống như cây đó. Không, cây này dài hơn ha. Cây này dài 28.
Đó, nè. Lưỡi nó nè. Rồi, một cặp kéo này ha, một cặp tiền bán một cặp này nó 180 ha, số 17. Số 17. Số 18. Số 18. Đây, ngoại hình rất là đẹp luôn. Cây này dài 25. Cái lưỡi nè, cái lưỡi nó giống như một xí nhâm chỗ này. Chỉ một bên đây. Rồi, một cái đó mua cây thẳng, cây này là cây kéo cong nha. Cây này kéo cong. Đâu chữ đóng đây. Cây này đẹp không tì vết. Không tì vết nào luôn. Nó không có mẻ, không có nhâm gì ha. Rồi, cặp kéo một số 18 180k luôn. Thép nó rất là đẹp luôn á. Thép nó sáng lắm luôn. Kéo này mua xong xài, mài lại xài thích lắm. Số 18 180k. Số 19. Số 19 là một cặp kềm. Một cây cặp kềm cắt. Đây. Cây kềm cắt nè. Nó không hở sáng nha. Có lỗ tuốt ha. Cây này là cây kềm này là bán khỏi chơi luôn. Mũi đồ còn ngon lành luôn ha. Ngoại hình bao da đồ còn đẹp. Rồi cây này dài 16. Rồi một cây kềm điện. Một cây kềm điện dài 18 năm. Nó có số chữ đây nè. Mà đánh là nó vệ sinh nó mờ đi ha. Đây nè. Đây nè, cái miệng của nó nè. Cái lưỡi cắt nó không hở luôn ha. Răng nó ok luôn nè. Đó. Răng nó ok luôn ha. Mấy anh mấy chú nhìn gõ ha. Quá trời gõ luôn nè. Răng quá trời ok luôn. Không mòn, không miếng nào hết. Quá trời bén. Nó hơi hơi cứng. Bén lắm luôn. Cắt rất là ngọt. Ngọt luôn. Rồi một cặp này ha, 160, 19, 160k. 19, 20. 20 là một cây kéo. Trời ơi, ngoại hình nó đẹp nè. Thép đó ha, cây kéo này rất là hiếm gặp luôn á. Đây nè. Nó đóng chữ đây ha. Thép nó rất là dày luôn. Đó. Cái này cắt cái gì bây giờ, cắt cái gì đây bây giờ. Kéo này chắc cắt chắc độ cứng giống như là ton được nè. Ton quá. Trời, cắt dây điện thì nói gì nữa. Đó, cái kéo này xay lớn, xay này. Kéo này dài 24 ha. Kéo này dài 24, ngoại hình rất là đẹp, thép không rỉ không ố. Thép không còn đẹp. Này thép dày lắm, chắc độ cứng luôn á. Đóng chữ này. Rồi, cái kéo này số 20. 180k, kết thúc cái video này luôn. Rồi, tiền cảm ơn chú cô chú anh chị thời gian qua đã ủng hộ tiền ha. Rồi, cảm ơn mọi người. Cái số nào thích hợp thì mọi người chốt đơn để số điện thoại tiền để trên phần tiêu đề nha. Không chốt trên bình luận. Không chốt đơn trên bình luận nha. Tại vì chốt đơn trên bình luận là tiền sẽ không ráp được nha. Đó rồi, mấy cô chú anh chị nếu mà xem video rồi mới thích thì cho tiền xin một cái like nha. Rồi, xin chào mọi người.